Chúng ta đã nói nhiều về ngoại giao Việt Nam, như ngoại giao Việt Nam được ví như cây tre mềm mại và cứng cáp. Nền ngoại giao Việt Nam cũng được coi là nền ngoại giao mạnh và có những thành công nhất định trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời đại mới. Vậy bản chất ngoại giao Việt Nam bắt nguồn từ đâu? Tại sao lại có hẳn một bản sắc ngoại giao Việt Nam như vậy? Xin chào, tôi là Tú Tài Ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu video ngay dưới đây. Bản sắc ngoại giao Việt Nam và suy ngẫm nhìn từ lịch sử. Một bản sắc ngoại giao Việt Nam, một vài suy ngẫm nhìn từ lịch sử của dân tộc. Nhìn lại lịch sử nghìn năm của dân tộc, ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc dựng nước và giữ nước, thường xuyên chống thiên tai và phòng địch họa mà xây dựng nền văn hiến lâu dài đâu. Bản sắc của dân tộc Việt Nam là bản lĩnh được tôi rèn qua trường kỳ vất vả và gian lao. Bản sắc đó đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua những thời khắc cam go nhất, để rồi càn khôn đã bĩ mà lại thái, trời trăng mờ mà lại trong, như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo. Thưa quý vị, một dân tộc muốn trường tồn, phát triển và khẳng định vị thế của mình cần phải có bản sắc. Bản sắc ấy được kết tụ qua hàng nghìn năm kế thừa và phát triển, được kiểm định bởi những thử thách khắc nghiệt của thực tiễn mà thành. Bản sắc ngoại giao Việt Nam là một phần của bản sắc dân tộc Việt Nam, hình thành theo lịch sử phát triển của triết lý và truyền thống ngoại giao Việt Nam. Đó là những nhận thức, tư tưởng, tri thức được đúc kết, kế thừa, bổ sung và không ngừng hoàn thiện thông qua hoạt động ngoại giao của các thế hệ cha ông, với đỉnh cao là ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh. Triết lý và truyền thống ngoại giao của dân tộc, cội nguồn của bản sắc ngoại giao Việt Nam. Thưa quý vị, ngay từ thuở bình minh của lịch sử dân tộc, khi bắt đầu đặt nền móng xây dựng một quốc gia độc lập, ông cha ta đã sớm ý thức về mối quan hệ đối với các nước láng giềng. Tương truyền, từ năm thứ năm đời Vua Nghiêu của Trung Quốc, năm 2353 trước công nguyên, sứ bộ nước ta đã được vua Hùng cử sang phương Bắc, trải qua các lần thông dịch, tiếp xúc với nhiều dân tộc mới đến nơi. Món quà do vua Hùng nước ta tặng Vua Nghiêu là một con rùa lớn, trên mai có khắc chữ ghi lại sự việc từ khi trời đất mới mở mang, với mong muốn gửi thông điệp của một nước Nam về sự thân thiện và trường tồn. Ở các thời kỳ lịch sử về sau cũng như vậy. Truyền thống ngoại giao Việt Nam có những đặc điểm rất đỗi tự hào, kiên định chủ trương nội yên ngoại tĩnh, thể hiện tinh thần hòa bình, hữu nghị, nhân văn, thân thiện với láng giềng, ngoại giao tâm công, lấy lẽ phải, công lý và chính nghĩa để thuyết phục lòng người. Các chính sách ngoại giao của nước ta được thực thi một cách thiên biến vạn hóa, đa dạng, phù hợp với từng thời kỳ lịch sử, mang đậm nét đặc trưng, bản sắc văn hóa dân tộc, sắc thái chính trị của một chế độ, triều đại phong kiến của Việt Nam. Nhưng trên hết, tất cả đều luôn vì lợi ích quốc gia dân tộc, nhằm giữ vững độc lập, tự chủ, ngăn chặn họa xâm lăng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng nền hòa bình dài lâu cho dân tộc. Thưa quý vị, trong bản sắc của ngoại giao Việt Nam, tinh thần độc lập, tự cường và đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc là nguyên tắc bất biến. Đó là sự chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử, xuất phát từ tinh thần yêu nước của dân tộc, không trông đợi vào bên ngoài, mà phải dựa vào chính mình để bảo vệ lợi ích chân chính của đất nước và dân tộc. Năm 1473, Hồng Đức năm thứ tư, vua Lê Thánh Tông ra lời dụ với Thái Bảo Lê Cảnh Huy khi chuẩn bị đi đàm phán ngoại giao, giao bang, biên giới là một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại nên vứt bỏ. Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải chu di. Trong thời kỳ Tây Sơn, sau khi đại phá quân Thanh, Quang Trung đã nhanh chóng cử sứ giả sang phương Bắc để làm hòa, làm rõ việc nước Nam chỉ bảo vệ bờ cõi của mình, rằng Tây Sơn không lấn sang biên giới để phải tội với Thượng Quốc. Đồng thời khẳng định nếu nhà Thanh động binh xâm lược lần nữa thì quân dân ta kiên quyết chống lại. Nhờ thực hiện tốt các hoạt động đấu tranh ngoại giao, nhà Thanh phải công nhận nền độc lập của nước Nam, trả lại bảy châu xứ Hưng Hóa đã chiếm trước đó, đồng thời tôn trọng chủ quyền và văn hóa nước Nam trong quan hệ hai nước. Lợi ích quốc gia dân tộc chính là độc lập, chủ quyền của đất nước. Ông cha ta đã ứng xử hết sức linh hoạt, khéo léo, vừa khẳng định độc lập, chủ quyền, vị thế của đất nước, không để cho bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ, vừa giữ hòa bình với láng giềng để đất nước được yên bình và phát triển ổn định. Đón tiếp sứ giả mang chiếu thư đến kinh đô Hoa Lư, vua Lê Đại Hành đã tổ chức đãi tiệc để cho sứ giả thấy sự chan hòa của nhà vua nước Việt. Nhưng khi bị yêu cầu phải quỳ lại tiếp chiếu, vua Lê Đại Hành đã kiên quyết và khéo léo từ chối. Vào đời nhà Trần,
Vua Trần Thái Tông cũng tiếp nối nguyên tắc từ chối lại chiếu thư. Nguyên sử ghi lại lý do rằng phàm nhận chiếu cứ để nơi chính điện, còn vua thì lui tránh về điện riêng. Đó là điểm lệ cũ của nước chúng tôi. Để bảo vệ được quyền độc lập dân tộc, ông cha ta đã phải nhẫn nại như thế. Đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết là nguyên tắc tạo nên sự đồng thuận giữa nhân dân và những người lãnh đạo, là kim chỉ nam dẫn dắt dân tộc Việt Nam xuyên suốt những thăng trầm của lịch sử. Hòa mục bên trong, hòa hiếu bên ngoài là bản sắc của ngoại giao Việt Nam, và trong xưng đế, ngoài xưng vương là một trong những phương cách mà ông cha ta đã vận dụng để xử lý quan hệ của đất nước với các nước láng giềng. Yêu chuộng hòa bình, tinh thần hòa hiếu, hữu nghị vốn là những đức tính cao đẹp của người Việt Nam. Điều này được đúc kết thành thuật trị nước để đảm bảo trong ấm ngoài êm. Tương truyền, Trần Hưng Đạo đã viết trong binh thư yếu lược: hòa mục là đạo rất hay trong việc trị nước hành binh. Hòa ở trong nước thì ít phải dùng binh, hòa ở ngoài biên thì không sợ báo động. Trần Hưng Đạo đã chủ động gạt bỏ hiềm khích gia đình để chọn đạo vua tôi và hóa giải mâu thuẫn cá nhân với Trần Quang Khải để tạo sự đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Bàn về bài học sức mạnh Đại Việt sau 3 lần chiến thắng chống giặc Nguyên Mông xâm lược, Trần Hưng Đạo đã nhận định đó là vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước ra sức. Thưa quý vị, hòa mục không có nghĩa là khuất phục, mà là sự thức thời trong việc định vị nước Việt ở vị trí chiến lược trong khu vực, phù hợp với tương quan thế và lực mỗi thời kỳ. Muốn bảo vệ lợi ích của quốc gia thì phải hòa mục. Phan Huy Chú đã đúc kết từ trong lịch sử. Trong việc trị nước, hòa hiếu với láng giềng là việc lớn. Do đó, các triều đại phong kiến Việt Nam trong lịch sử thường thực hiện chính sách trong xưng đế, ngoài xưng vương. Ngoài xưng vương là thể hiện sự hòa hiếu với nước lớn phương Bắc. Trong xưng đế là thể hiện ý thức độc lập, tự cường và bản lĩnh bất khuất của dân tộc. Đó được coi là chiến lược ngoại giao xuyên suốt của một nước Việt nhỏ sát cạnh một nước phương Bắc lớn. Đơn cử như vào thời kỳ nhà Mạc, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vua Mạc Đăng Dung đã chủ động thoái vị một cách mềm mỏng, khéo léo để tránh việc nhà Minh đem quân sang xâm lược nước Đại Việt, bỏ xưng tiến hiệu, không xưng hoàng đế, xin theo lịch chính sắc, lịch của nhà Minh trả lại đất bốn động đã chiếm, xin nội thuộc xưng thần, xin hàng năm ban lịch đại thống, lịch của nhà Minh và bù đủ các lễ vật tiến cống hàng năm. Nhờ đó, quân thù không đặt chân đến đất nước, mà nhà Mạc vẫn xưng hoàng đế, vẫn làm chủ nước Đại Việt. Trong trường truyền thống và bản sắc ngoại giao Việt Nam, chiến lược dùng ngòi bút thay giáp binh, ngoại giao tâm công, lấy lẽ phải, chính nghĩa để thuyết phục lòng người là một triết lý quan trọng có giá trị quyết định. Cùng với tinh thần yêu nước và đoàn kết, chính nghĩa luôn là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta hết sức coi trọng việc dương cao ngọn cờ chính nghĩa trong đấu tranh ngoại giao nhằm thu hút sự ủng hộ của nhân dân, chống những luận điệu sai trái của kẻ thù, để thế giới hiểu rõ về công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Trãi đã đúc kết đấu tranh sao cho hợp trời thuận người, nhưng có thể lấy yếu cho mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cực bạc. Thưa quý vị, ông cha ta cũng sử dụng linh hoạt khéo léo phương châm ngoại giao, dùng ngòi bút thay giáp binh, với sứ thần có học thức giỏi văn thơ như Lý Giác, vua Lê Đại Hành có cách ứng xử rất văn hóa, dùng thơ đối thơ, dùng nghĩa tình đãi nghĩa tình. Với sứ thần có thái độ hống hách như Tống Cao, ông dùng đối sách nặng, biểu dương sức mạnh nước Đại Việt. Tiếp nối truyền thống ấy, gần 300 năm sau, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải vẫn ân cần làm thơ tống tiễn Sài Thung, một viên sứ thần ngạo mạn của phương Bắc về nước, bằng những lời rất nhẹ nhàng: biết đến khi nào cùng gặp lại, cầm tay bày tỏ nỗi niềm Tây. Thưa quý vị, Nguyễn Trãi đã gửi hàng chục bức thư khẳng định rõ tính chính nghĩa của dân cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427, tinh thần nhân đạo của nhân dân ta, khẳng định sự thất bại tất yếu của quân xâm lược, làm cho giặc hoang mang, tự biết con đường duy nhất là phải chịu hòa mà rút về. Đông Quan lấy được không mất một mũi tên. Đánh giá về Nguyễn Trãi, Phan Huy Chú viết: quân Trung từ mệnh tập có sức mạnh của 10 vạn quân. Trước khi ra lệnh xuất quân ra Bắc đại phá quân Thanh, vua Quang Trung đã suy tính trước. Quân Thanh sau khi thua tất lấy làm xấu hổ, quyết không muốn hòa hiếu, nhưng hai nước đánh nhau cũng không phải là phúc cho dân, nên nay chỉ có người nào khéo về giấy tờ, giỏi thương lượng đàm phán mới có thể ngăn được họa binh đao. Việc ấy cần nhà ngươi, tức là Ngô Thì Nhậm, chủ trương lấy. Cuối cùng sự việc diễn ra đúng như vậy. Kiên quyết, kiên trì, vừa đánh vừa đàm, biết thắng từng bước để đạt thắng lợi cuối cùng, cũng là một trong những bản sắc truyền thống nổi bật của ngoại giao Việt Nam. Trong lịch sử dựng nước và dựng nước của dân tộc ta, do đặc điểm là quốc gia nhỏ, Việt Nam liên tục phải đấu tranh
đương đầu với các đế chế hùng mạnh nhiều lần, lăm le xâm chiếm, do đó cần biết thắng từng bước để đạt thắng lợi cuối cùng. Đánh kíp hợp với đàn là một bài học lớn của ông cha ta. Cùng với đấu tranh quân sự, ông cha ta đã vận dụng hết sức linh hoạt, hiệu quả các chính sách ngoại giao mềm mỏng, khôn khéo, nhưng kiên quyết khẳng định tư duy, trí tuệ, khí phách của một dân tộc không chịu khuất phục, không chịu làm chư hầu, lệ thuộc, giữ yên bờ cõi. Tiêu biểu là thời kỳ nhà Lý để ngăn chặn mưu đồ mở rộng lãnh thổ của nhà Tống. Vua Lý Nhân Tông đề cao cảnh giác, kết hợp nhiều hình thức đấu tranh ngoại giao như bang giao chính thức thông qua các sứ bộ, giao dịch buôn bán, trao đổi ở khu vực biên giới và tổ chức các hoạt động định biên, thống nhất biên giới, chủ động cử sứ giả sang nhà Tống cầu phong, xin kinh đại tạng, thậm chí chấp nhận cống nạp, làm phiên thần để đạt được mục đích của quốc gia, của dân tộc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ. Hoạt động đấu tranh ngoại giao trong thời kỳ nhà Lý, nhất là các chính sách bang giao mềm mỏng, không chỉ làm giảm bớt căng thẳng, ngăn chặn ý định xâm lược Đại Việt của nhà Tống, mà còn đòi lại được vùng đất Quảng Nguyên, tức là Thuận Châu, vào năm 1079. Đặc biệt, trong thời kỳ nhà Trần, mặc dù ba lần đánh đại bại quân xâm lược Nguyên Mông, bảo vệ vững chắc biên cương phía Bắc, vua Trần vẫn kiên trì thực hiện chính sách ngoại giao mềm mỏng với nhà Nguyên để ngăn ngừa âm mưu tái xâm lược nước ta, giữ vững chế độ nhà Trần trong 175 năm. Tư duy biết thắng để thể hiện quan tâm thế hành xử của ông cha ta đối với sự thất bại của kẻ xâm lược, xác định mục tiêu bất biến là chỉ cần vẹn đất, cốt sao an ninh và mở nền thái bình muôn thuở. Nguyễn Trãi khẳng định rõ đường lối của Đại Việt sau khi lên lại đánh thắng quân Minh, nghĩ vì kế lâu dài của nước nhà nước, tha kẻ hàng 10 vạn sĩ binh, sửa hòa hiếu cho hai nước, tắt muôn đời chiến tranh. Có thể thấy những chính sách trên thể hiện sâu sắc văn hóa ứng xử, nhân văn, nghệ thuật ngoại giao, kiên quyết, kiên trì, biết người, biết ta, biết thời, biết thế, cương nhu kết hợp, tiến lúc mạnh, thoái lúc yếu, khoan hòa linh hoạt của cha ông ta trong lịch sử. Ngoại giao Việt Nam luôn là sự phát triển phồn vinh của dân tộc. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các hoạt động ngoại giao không chỉ phục vụ mục đích chính trị, quân sự, đấu tranh, giữ vững độc lập, tự chủ của dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước, bảo toàn thể diện quốc gia, kiến tạo hòa bình cho dân tộc, mà còn góp phần mở rộng các mối quan hệ giao lưu thương mại, tiếp nhận những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại. Thưa quý vị, các sứ thần nước Đại Việt đã góp phần mở rộng các mối quan hệ giao lưu thương mại văn hóa không chỉ ở Trung Quốc mà còn với các quốc gia láng giềng khác như Champa, có nghĩa là Chiêm Thành, Java, Xiêm và các quốc gia láng giềng trên biển. Lịch sử ghi nhận ngay từ thời kỳ nhà Đinh, nước Đại Việt đã có các tàu thuyền giao lưu buôn bán hàng hóa với nước ngoài. Nhà Tiền Lê đã lập chốt buôn bán hàng hóa với Trung Quốc. Hàng hóa của nước Đại Việt được giới thiệu ra nước ngoài không chỉ bằng buôn bán thuần túy mà còn theo hình thức cống nạp trực tiếp của các sứ bộ hoặc các thương nhân đi tham gia các đoàn ngoại giao ra nước ngoài. Các sứ thần Đại Việt đều là những người trí thức danh tiếng, các bậc hiền tài được vua tuyển chọn cẩn thận và tin dùng, tiêu biểu như Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích. Họ mang trên mình sứ mệnh ghi chép lại những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của nước bạn và cả những kiến thức về quản trị quốc gia, quản lý nhà nước, những giá trị văn hóa tiến bộ của các quốc gia mang về để tham khảo trong quá trình xây dựng nước Đại Việt. Đó là những tấm gương như Lương Như Học 1420-1501, qua hai lần đi sứ phương Bắc đã tiếp thu nhiều kỹ thuật in khuôn bản gỗ về nước, giúp nghề in nước ta phát triển. Hay như Lê Công Hành đi sứ năm 1646 đã truyền về nước nghề thêu và làm lọc. Tương truyền khi đó ông bị nhốt trên lầu cao ở nước bạn, đã tỉ mẩn giữa từng đường chỉ thêu trên tấm nghi mô mà học được nghề này. Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan được cử đi sứ hai lần vào các năm 1597 và 1606 khi đã gần 70 tuổi. Ông đã mang về nước Việt kỹ thuật dệt lụa và bí mật mang về hạt giống ngọc mễ. Đó chính là hạt ngô sau này. Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, nền tảng cốt lõi của bản sắc ngoại giao Việt Nam hiện đại. Lịch sử Việt Nam thời hiện đại có bước chuyển giai đoạn quyết định vào năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam chính thức trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất. Là bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của nhà nước Việt Nam hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đặt nền móng, trực tiếp chỉ đạo và dẫn dắt sự phát triển của nền ngoại giao cách mạng của nước Việt Nam hiện đại. Thưa quý vị, tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại là một hệ thống quan điểm về các vấn đề quốc tế, chiến lược,
sách lược cách mạng Việt Nam trong quan hệ và thế giới. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là một bộ phận hợp thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh, được hình thành trước hết từ con người Hồ Chí Minh, được hun đúc, kết tinh từ quá trình đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, đến tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chính quyền, dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tìm thấy chủ nghĩa Mác Lênin như một cẩm nang thần kỳ để giải phóng dân tộc. Đó là bước ngoặt cơ bản tạo nên sự phát triển về chất và của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam trau dồi, học tập và phát triển, là kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại Việt Nam nhằm phục vụ đất nước trên con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Trong đó, quan trọng nhất là phương pháp luận và tư tưởng Marxist, chủ nghĩa duy vật lịch sử, phép duy vật biện chứng cùng quan điểm toàn diện, hệ thống để tiếp cận quốc tế và giải quyết mối quan hệ giữa Việt Nam với quốc tế. Có thể thấy rõ những nội hàm cơ bản của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đều bắt nguồn từ triết lý và truyền thống ngoại giao của ông cha ta. Trong đó, phải kể đến là mục tiêu độc lập dân tộc, tinh thần hòa hiếu, hữu nghị, dùng ngoại giao để đẩy lùi xung đột. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa những giá trị đó lên tầm cao mới khi gắn với thực tiễn của thế giới, để đưa Việt Nam hòa nhập vào dòng chảy của thời đại. Người chủ trương độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tự lực, tự cường, gắn với đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh của thời đại. Tư tưởng này được thể hiện rõ trong sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các mạng dân tộc, trong ứng xử với các nước trên thế giới để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Thưa quý vị, bên cạnh những nội hàm về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, nội dung không kém phần quan trọng trong phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh, thể hiện phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh là các bài học về dự báo thời cơ và nắm bắt thời cơ, dĩ bất biến, ứng vạn biến, ngũ chi, hòa để tiến, phân hóa kẻ thù, tất cả đều bắt nguồn và được phát triển từ những triết lý, truyền thống và nghệ thuật ngoại giao của ông cha ta. Lịch sử không chỉ xác nhận vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vận mệnh dân tộc Việt Nam, mà còn đối với cả phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người chiến sĩ xuất sắc, đấu tranh suốt đời cho hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Năm 1987, Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã thông qua nghị quyết kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp to lớn người vào sự nghiệp đấu tranh chung trên thế giới trước áp bức bất công của độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Xuất phát từ tư tưởng, tầm nhìn chiến lược đến những sách lược, quyết sách táo bạo, khôn khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước đưa cách mạng nước ta vượt qua nhiều tình huống khó khăn, hiểm nghèo, ngàn cân treo sợi tóc. Từ những ngày đầu giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đến công cuộc kháng chiến thành công trước thực dân, đế quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Có thể khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng tầm bản sắc ngoại giao Việt Nam, giúp bản sắc ngoại giao Việt Nam có được hiệu ứng mới và sức mạnh mới. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chính là nền tảng tư tưởng cho tư duy đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, là ngọn hải đăng và kim chỉ nam để Đảng ta dẫn dắt cách mạng Việt Nam giành thắng lợi, đồng thời đưa đất nước phát triển phồn vinh, hội nhập toàn diện sâu rộng trong thời kỳ đổi mới. Phát huy giá trị trường tồn của bản sắc ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh chiến lược mới, cùng với quá trình tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện ở trong nước trong 35 năm qua, Việt Nam luôn kiên trì thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Đó là sự kết hợp, kế thừa và phát huy những triết lý truyền thống ngoại giao của tiền nhân về độc lập, tự chủ, hòa hiếu, chính nghĩa, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Dưới ánh sáng mang tầm thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự đổi mới tư duy không ngừng của Đảng. Đại hội 13 tháng 1 năm 2021 của Đảng đã định hướng cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thông điệp chính của Đại hội 13 của Đảng là đất nước và dân tộc Việt Nam hiện có đủ điều kiện, tiền đề cần thiết để phát triển đất nước hùng cường và thịnh vượng. Đại hội nhấn mạnh tầm quan trọng của bản sắc Việt Nam, phát huy nhân tố con người và khát vọng đất nước. Đại hội đã đặt ra yêu cầu đối với nền ngoại giao Việt Nam, đó là phải trở thành nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với sứ mệnh lịch sử là đi tiên phong trong việc mở ra vận hội phát triển mới cho đất nước. Thưa quý vị, trong những nội hàm của nền ngoại giao toàn diện và hiện đại, bản sắc ngoại giao Việt Nam luôn là một bộ phận quan trọng.
Để thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử được Đại hội 13 của Đảng giao phó, ngoại giao Việt Nam phải kế thừa truyền thống ngoại giao của ông cha và phát huy cao độ những bản sắc cốt lõi của ngoại giao Việt Nam. Ngoại giao Việt Nam luôn phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở phù hợp với các giá trị phổ quát của nhân loại và hài hòa lợi ích chính đáng của các đối tác. Một đặc điểm quan trọng đó là ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam được cả dân tộc cùng thực hiện trong thời bình. Bản sắc này giúp ngoại giao Việt Nam vượt khỏi khuôn khổ phạm vi ý nghĩa của những khái niệm ngoại giao kinh điển. Đó là nền ngoại giao đồng hành cùng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và là sự nghiệp chung của cả dân tộc, là nền ngoại giao định vị đất nước trong thế giới hiện đại, gắn kết đất nước với quốc tế, từ đó hội nhập cùng thời đại. Tự chung nhìn lại lịch sử nghìn năm của dân tộc, ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc dựng nước và giữ nước, thường xuyên chống thiên tai và phòng địch họa và xây dựng nền văn hiến lâu dài lâu. Bản sắc của dân tộc Việt Nam là bản lĩnh được tôi rèn qua trường kỳ vất vả và gian lao. Bản sắc đó đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua những thời khắc cam go nhất, để rồi càn khôn đã bĩ mà lại thái, trời trăng mờ mà lại trong, như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo. Trong những ngày toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang kiên cường, đoàn kết, nỗ lực nhằm vượt qua thử thách của dịch bệnh COVID-19, ngoại giao Việt Nam đang là mũi tên chủ công, tham mưu triển khai trên mặt trận ngoại giao của vaccine. Sự hợp tác và ủng hộ hết lòng của các bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam hiện nay là thành quả của rất nhiều thế hệ ngoại giao thực hiện theo lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là làm cho nước ta có nhiều bạn bè hơn hết. Đồng thời, trong một thế giới bất ổn và biến động không ngừng, ngoại giao, đối ngoại cùng với quốc phòng an ninh là lực lượng tiên phong thường trực trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ phát triển đất nước. Để thực hiện được sứ mệnh đó, ngoại giao đã và đang phát huy những giá trị truyền thống của bản sắc ngoại giao Việt Nam hết lòng hết sức, đóng góp quên mình cho sự trường tồn của dân tộc. Thứ hai, đôi điều về trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh. Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh hay trường phái ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã được bàn đến, song rất sơ lược. Thực chất, đây là vấn đề khó khá mới, cần được tiếp cận nghiên cứu sâu. Trường phái ngoại giao là nhóm các nhà ngoại giao, kể cả các nhà nghiên cứu ngoại giao có chung khuynh hướng, tư tưởng, phong cách, phương pháp ngoại giao, tiêu biểu là Hồ Chí Minh. Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh hoặc trường phái ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh có cơ sở lý luận vững chắc, cơ sở thực tiễn phong phú đã được kiểm nghiệm, từ đó tạo nên những đặc trưng bản sắc của trường phái như hòa hiếu, làm bạn với tất cả các nước, độc lập tự chủ và đoàn kết, hợp tác quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, chân thành, tình nghĩa, thủy chung, giúp bạn là giúp mình, tôn trọng đạo lý trong quan hệ đối ngoại, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Đã có một số nhà nghiên cứu đề cập đến trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh, tuy nhiên, chủ yếu tác giả mới chỉ nêu vấn đề hoặc phân tích cơ sở thực tiễn, còn cơ sở lý luận cũng như các đặc trưng của trường phái còn quá sơ sược và có nhiều ý kiến khác nhau. Thực sự, đây vẫn là vấn đề còn tương đối mới mẻ, cần được tiếp tục nghiên cứu và trao đổi. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm trường phái và trường phái ngoại giao. Thưa quý vị, trường phái là gì? Đại từ điển tiếng Việt giải thích phái, dòng khoa, nghệ thuật có khuynh hướng tư tưởng riêng, trường phái, hội họa lập thể. Một công trình nghiên cứu khác cũng có nhận thức tương tự, song rõ ràng hơn, các tác giả nhận xét trường phái là nhóm nhà khoa học hoặc văn nghệ sĩ có chung một khuynh hướng tư tưởng, một phương pháp luận hoặc phương pháp sáng tác, thường có một người tiêu biểu đứng đầu. Các phái triết học, trường phái ngôn ngữ học Raha, vận dụng vào ngoại giao thì trường phái ngoại giao là các nhà ngoại giao, kể cả các nhà nghiên cứu ngoại giao có chung khuynh hướng tư tưởng, phong cách, phương pháp ngoại giao. Trên thế giới, người ta hay nói trường phái ngoại giao cây tre khi nói về ngoại giao Thái Lan, hoặc ngoại giao cái gậy và củ cà rốt của Mỹ, hay ngoại giao thực dụng của Trung Quốc, vân vân. Người ta cũng nói đến các trường phái trong nghiên cứu quốc tế, chẳng hạn như trường phái hiện thực, trường phái chủ nghĩa tự do hay chủ nghĩa lý tưởng, chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa kiến tạo. Những tiêu chí của trường phái ngoại giao. Để được thừa nhận là một trường phái ngoại giao cần có những đặc trưng chuẩn mực. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng bất kỳ trường phái ngoại giao nào cũng đều cần phải hội tụ đủ ba yếu tố: có lý luận ngoại giao là nền tảng cơ sở, có kinh nghiệm và được thực tiễn nghiên kiểm nghiệm ở thực tế, và có bản sắc riêng. Trong các tiêu chí trên thì lý luận ngoại giao là nhân tố quan trọng nhất, quyết định nhất.
Lý luận ngoại giao soi sáng và gắn kết những nhân tố khác, giúp cho các nhân tố ấy giàu thêm về giá trị và nội dung, hài hòa về hướng thức thể hiện trong hoạt động ngoại giao, tăng thêm sức sống và hiệu quả tác động của bản sắc ngoại giao. Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh đáp ứng đầy đủ cả ba tiêu chí đó. Cơ sở lý luận. Thưa quý vị, có nhiều nguồn gốc hình thành nên tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh như truyền thống văn hóa, lịch sử và ngoại giao Việt Nam. Chủ nghĩa Mác Lênin là quan điểm Hồ Chí Minh về đối ngoại, ngoại giao, tinh hoa ngoại giao thế giới, những nhân tố tích cực của lý thuyết quan hệ quốc tế. Trong các yếu tố trên, tư tưởng đối ngoại, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh là nguồn gốc cơ bản nhất và quan trọng nhất. Đó cũng chính là nền tảng lý luận của ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, không ít học giả đồng nghĩa trường phái ngoại giao Việt Nam với trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh. Truyền thống văn hóa Việt Nam, mà trước hết là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân ái, đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, thông minh, sáng tạo, kiên cường, bất khuất, chống giặc ngoại xâm, tinh thần hòa hiếu với các dân tộc đã được phun đúc trong hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Theo giáo sư Vũ Khiêu, những cái đó làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam. Bản sắc dân tộc phải bao gồm hai mặt, cái cốt lõi sức mạnh tiềm tàng và bền vững chi phối tư tưởng và hành vi của dân tộc, tạo thành bản lĩnh dân tộc. Sự biểu hiện ra bên ngoài của bản sắc dân tộc thành những tập quán trong sinh hoạt thường gọi là hình thức, màu sắc hay sắc thái dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam ra đời sớm cùng với sự hình thành nhà nước Văn Lang. Chủ nghĩa yêu nước được vun đắp, thử thách, tôi luyện suốt chiều dài lịch sử trong quá trình đấu tranh chống thiên tai, chống ách đô hộ, âm mưu đồng hóa và những cuộc xâm lược từ phương Bắc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chủ nghĩa yêu nước lý giải cho nền độc lập, chủ nghĩa chủ quyền và sự tồn tại bền vững của dân tộc Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là mỗi giai đoạn lịch sử có những nét riêng. Giai đoạn Văn Lang Âu Lạc là ý thức chung, tự hào về cội nguồn ven giống nòi và tình yêu đồng loại được nhen nhóm và khơi dậy qua các câu chuyện thần thoại, truyền thuyết. Trong thời kỳ Bắc thuộc là quá trình đấu tranh chống đồng hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc, quyết bám trụ quê hương để bảo tồn dân tộc theo tinh thần nghìn năm ta vẫn là ta. Giai đoạn nhà nước phong kiến độc lập là sự phát triển về chất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, nhất là trong bối cảnh các cuộc chiến tranh chống xâm lược phương Bắc. Chiến thắng bảo vệ độc lập dân tộc và gắn liền với các anh hùng dân tộc. Đó là chiến thắng Bạch Đăng của Ngô Quyền, Chi Lăng của Lê Hoàn, Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt, Bạch Đăng của Trần Quốc Tuấn, Sương Giang của Lê Lợi, Đống Đa của Quang Trung. Chủ nghĩa yêu nước là chất keo dính kết động viên cả dân tộc vào cuộc chiến Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cơ của Lý Thường Kiệt, Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn và Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi là ba văn kiện đặc trưng thể hiện tinh thần yêu nước của dân tộc ta, hòa kiện với tinh thần nhân ái thương dân. Thưa quý vị, trong giai đoạn thực dân Pháp xâm chiếm nước ta đã có những phong trào cần vương duy tân tìm con đường cứu dân cứu nước, song đều thất bại do không có đường lối đúng. Đứng trước thách to lớn của dân tộc Hồ Chí Minh và chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh tỏa sáng mở lối thoát cho con đường cách mạng Việt Nam tiến lên, đánh dấu giai đoạn hiện đại của chủ nghĩa yêu nước trong cách mạng dân tộc, dân chủ tiến lên theo con đường dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đó là giai đoạn cực thịnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Truyền thống ngoại giao của cha ông. Nước ta có vị trí địa chính trị rất quan trọng ở Đông Nam Á, giáp với Trung Quốc, một đại cường quốc của mọi thời đại ở phía Bắc, với Lào, Campuchia ở phía Tây và Tây Nam là cửa ngõ đi vào Đông Nam Á, thông qua Đông Á, tạo thế dễ dàng tiếp xúc với phương Tây. Còn phía Đông là Biển Đông, một phần của Thái Bình Dương, do đó trong quá trình dựng nước và giữ nước nhằm bảo vệ củng cố độc lập dân tộc, phát triển đất nước, luôn phải tiếp xúc với nhiều quốc gia khác nhau với những ý đồ, lợi ích khác nhau. Các hoạt động ngoại giao Việt Nam rất đa dạng, phức tạp và đã để lại nhiều bài học quý như: thứ nhất, coi trọng hòa hiếu đối với các nước khác, dân tộc khác, đặc biệt là các nước láng giềng trong khu vực và các nước lớn. Tiếp theo là kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền khi bị xâm phạm, kết hợp đàm phán. Tiếp theo là thực hiện ngoại giao tâm công. Tiếp theo, kiên trì các vấn đề nguyên tắc, lợi ích dân tộc, song rất linh hoạt trong các vấn đề sách lược theo tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến. Và cuối cùng, biết giành thắng lợi, từ bước đi đến giành thắng lợi hoàn toàn. Tinh hoa văn hóa Đông Tây kim cổ. Nước ta nằm ở vị trí địa lý thuận lợi nên đã từ lâu đã có sự giao lưu, tiếp biến với văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ, phương Tây và với thế giới của thời hiện đại. Hồ Chí Minh là đại diện của dân tộc Việt Nam trong quá trình đi tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng. Hồ Chí Minh đã dừng chân ở nhiều nước, có nước ở rất lâu, tiếp xúc nhiều dân tộc, tộc người khác nhau. Người tiếp thu văn hóa thế giới bằng hai cách, qua thực tiễn và sách báo.
Hồ Chí Minh còn chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Đông như Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo, tinh hoa văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ. Học thuyết Khổng Tử, binh pháp Tôn Tử, chủ nghĩa tam dân của Tôn Giật Tiên đã được Hồ Chí Minh nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam. Người còn tiếp thu có chọn lọc tư tưởng dân chủ, nhân văn của văn hóa Phục Hưng của thế kỷ ánh sáng, cách mạng tư sản phương Tây. Người viết học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giê-xu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Giật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó phù hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử, Giê-xu, Mác, Tôn Giật Tiên chẳng phải đã có những điểm chung hay sao? Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lộ lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm học trò nhỏ của các vị ấy. Tôi chính là tôi ngày trước, một người yêu nước. Chủ nghĩa Mác Lênin và quan điểm Hồ Chí Minh về đối ngoại, ngoại giao. Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin và là người đầu tiên truyền bá ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển phong trào cách mạng từ tự phát sang tự giác. Trong tư tưởng về đối ngoại, người không nói nhiều về lý luận, triết học, giáo lý, giáo huấn, song không phải vì thế mà xa rời chủ nghĩa Mác Lênin. Luận cương Lênin về các vấn đề thuộc địa đã để lại cho người một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Người viết: luận cương của Lênin làm tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên, ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào, bị đầy đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Chủ nghĩa Mác Lênin là cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những điểm cơ bản của nội dung tư tưởng và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin, góp phần hình thành nên tư tưởng đối ngoại và phương pháp, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ ngoại giao phải có quan điểm lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin, lấy đó làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình và phải học theo chủ nghĩa Mác Lênin. Hồ Chí Minh cũng luôn nhắc nhở các nhà ngoại giao phải hiểu tình hình thực tế, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa nước mình và nước mình đến. Phải nắm bắt đầy đủ, phải nghiên cứu điều tra, đó chính là triết học Mác Lênin, vật chất quyết định ý thức, là quan điểm xuất phát từ thực tiễn. Thưa quý vị, bên cạnh chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng đối ngoại, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh là yếu tố cực kỳ quan trọng của cơ sở lý luận trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh. Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là khi Đảng ta đã là đảng cầm quyền, tiếp thu truyền thống văn hóa ngoại giao Việt Nam, tinh hoa văn hóa Đông Tây kim cổ, tổng kết thực tiễn, trong Hồ Chí Minh đã từng bước hình thành tư tưởng đối ngoại, ngoại giao Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại của ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã đề cập đến các vấn đề cơ bản của đối ngoại và ngoại giao Việt Nam như độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, sợi chỉ đỏ của ngoại giao Việt Nam, lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, độc lập tự chủ, tự lực tự cường và đoàn kết, hợp tác quốc tế, coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, khu vực và các cường quốc. Ngoại giao là một mặt trận, coi trọng ngoại giao nhân dân, ngoại giao tâm công, lợi dụng mâu thuẫn đối phương, nhân nhượng có nguyên tắc, dĩ bất biến ứng vạn biến, nghệ thuật vận dụng ngũ chi, biết giành thắng lợi từng bước, kiên trì mục tiêu cuối cùng, dự báo thời cơ, tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ đối ngoại. Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối, chiến lược, sách lược đối ngoại của Việt Nam, đó chính là cơ sở lý luận ngoại giao của trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh. Những nhân tố hợp lý của các lý thuyết về quan hệ quốc tế và ngoại giao. Trên thế giới có không ít các lý thuyết, lý luận về quan hệ quốc tế và ngoại giao như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa lý tưởng, chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa kiến tạo. Chúng ta thường chủ yếu phê phán các lý thuyết này vì đó là lý thuyết của các học giả phương Tây, không phù hợp với quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, không thấy các yếu tố hợp lý của các lý thuyết đó. Tuy nhiên, trên thực tế có không ít các luận điểm khoa học góp phần làm cơ sở lý luận cho nghiên cứu quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, ngoại giao. Chủ nghĩa hiện thực đã đề cập đến chủ thể chính của quan hệ quốc tế là các quốc gia dân tộc. Thực chất nền chính trị thế giới là đấu tranh, quyền lực, quy định lợi ích, quy luật phổ biến của quan hệ quốc tế về cân bằng, quyền lực, xung đột và bạo lực, hệ thống thế giới và nhấn mạnh vai trò các trung tâm quyền lực. Chủ nghĩa tự do cũng có những nhân tố tích cực như tầm quan trọng của các nhân tố kinh tế, khoa học công nghệ, môi trường trong quan hệ quốc tế, vấn đề hòa bình và chiến tranh, hợp tác quốc tế, vai trò các chủ thể khác,
phi nhà nước trong quan hệ quốc tế, công ty xuyên quốc gia, các tổ chức quốc tế, các nhóm lợi ích trong nước. Trừ nội dung tiêu cực, thiếu khoa học, chúng ta có thể tham khảo những nhân tố tích cực các lý thuyết trên để làm giàu thêm lý luận ngoại giao Việt Nam. Gần đây đã có nhiều nhà nghiên cứu đối ngoại cũng như nhà hoạt động thực tiễn đối ngoại của nước ta đã tham khảo và các lý thuyết trên trong công tác nghiên cứu của mình. Cơ sở thực tiễn. Nền ngoại giao hiện đại Việt Nam ra đời cùng với thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tuy nhiên, nền móng của nền ngoại giao hiện đại Việt Nam có thể bắt đầu từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Đông Dương bước lên vũ đài chính trị, lãnh đạo nhân dân Đông Dương chống lại thực dân Pháp vì độc lập, tự do. Nền ngoại giao hiện đại Việt Nam do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và dìu dắt đã trải qua các giai đoạn chính: đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, góp phần giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ từ 1945 đến 1946; ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược từ năm 1946 đến năm 1954; ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 54 đến năm 75; ngoại giao thời kỳ hậu chiến năm 75 đến năm 86; ngoại giao thời kỳ đổi mới từ 86 đến nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh có quá trình hoạt động cách mạng gần 60 năm từ năm 1911 đến năm 1969, trong đó có nhiều hoạt động ngoại giao. Trong 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm đường cứu nước từ năm 1911 đến năm 1941, Hồ Chí Minh đã đặt chân đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có nơi người chỉ đi dừng chân một thời gian ngắn, xong người sống, làm việc, học tập trong thời gian dài ở Pháp, Hoa Kỳ, Anh, Liên Xô, Trung Quốc. Người tiếp xúc với nhiều dân tộc từ da trắng, da vàng, da đen, với nhiều hạng người từ chính khách, nhà hoạt động chính trị, tướng tá, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội đến binh lính, người lao động. Đây là hoạt động ngoại giao nhân dân vô cùng sôi động của Hồ Chí Minh. Khi trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam mới từ năm 1945 đến năm 1969, cùng hai lần trực tiếp làm Bộ trưởng Ngoại giao, hoạt động ngoại giao nhà nước của người càng trở nên phong phú và đa dạng. Trước hết, người đã cùng Thường vụ Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành cuộc đấu tranh ngoại giao cam go chống thù trong giặc ngoài trong bối cảnh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời. Người trực tiếp đàm phán với các tướng lĩnh quân đội tưởng, với đại diện Pháp ký kết Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, người đi thăm chính thức nước Pháp trong thời gian hơn 4 tháng, vừa chỉ đạo đàm phán Việt Pháp, vừa vận động dư luận Pháp ủng hộ nền độc lập của Việt Nam và ký tạm ước Việt Pháp 14 tháng 9 năm 1946, dành thêm thời gian cho việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc mà người biết chắc sẽ xảy ra, đồng thời giữ cầu cho quan hệ Việt Pháp. Thưa quý vị, trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống cường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp, người đã bí mật thăm Trung Quốc, Liên Xô, tiến hành ngoại giao phá vây. Trung Quốc, Liên Xô cùng các nước dân chủ nhân dân không chỉ công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà Trung Quốc, Liên Xô còn cam kết dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn cả về vật chất và tinh thần cho cuộc kháng chiến, dẫn đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, và ký kết Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, chấm dứt chiến tranh xâm lược Pháp. Các nước tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, và miền Bắc nước ta có được độc lập là hậu phương lớn cho đấu tranh thống nhất nước nhà. Thưa quý vị, với tư cách là người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam, người đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta đi thăm 12 nước xã hội chủ nghĩa: Trung Quốc, Mông Cổ, Liên Xô tháng 6 năm 1955, Triều Tiên, Tiệp Khắc, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hungary, Nam Tư, Albania, Bulgaria, Romania tháng 8 năm 1957, góp phần củng cố quan hệ của nước ta với các nước đồng minh xã hội chủ nghĩa. Người cũng dẫn đoàn đại biểu của Đảng ta dự đại hội 64 Đảng Cộng sản và Công nhân tại Moscow tháng 11 năm 1957 và Hội nghị 81 Đảng năm 1961 tháng 11 năm 1960 tại Liên Xô, góp phần khắc phục một số bất đồng và củng cố sự lớn mạnh của phong trào và quan hệ của Đảng ta với các đảng anh em. Thưa quý vị, để tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ mọi mặt giữa nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì đón tiếp nhiều đoàn đại biểu cấp cao các nước xã hội chủ nghĩa thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, gồm Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành tháng 11 năm 58, Chủ tịch Cộng hòa Ba Lan tháng 10 năm 59, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tháng 5 năm 1960, Chủ tịch Albania tháng 6 năm 56, Chủ tịch Tiệp Khắc tháng 1 năm 63, Chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiều Kỳ tháng 5 năm 1963, Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành tháng 11 năm 64. Nhằm mở rộng quan hệ với các nước dân tộc độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ và Miến Điện tháng 2 năm 58,
Indonesia tháng 2 năm 59. Các vị lãnh đạo nước ngoài cũng đến thăm Việt Nam và được Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp trọng thị, thân tình như Thủ tướng Ấn Độ Nehru tháng 10 năm 54, Thủ tướng Miến Điện tháng 11 năm 54, Thủ tướng Vương quốc Lào tháng 8 năm 56, Tổng thống Ấn Độ tháng 3 năm 59, Tổng thống Indonesia tháng 6 năm 59, Tổng thống Guinea tháng 9 năm 60, Vua Lào tháng 3 năm 63, Tổng thống Mali tháng 10 năm 63. Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh đã từng bước hình thành và phát triển trong hoạt động thực tiễn đầy sôi động, phong phú, đa dạng của ngoại giao Việt Nam và hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh. Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Những đặc trưng trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh. Bản sắc ngoại giao Việt Nam gắn bó chặt chẽ với bản sắc dân tộc Việt Nam. Bản sắc văn hóa Việt Nam cũng chính là bản sắc dân tộc Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 5 khóa 18 năm 1998 khẳng định bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được đúc đắp qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết các nhân, gia đình, làng xã, tổ quốc, lòng nhân ái, khoan dung, trong nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống. Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc sâu sắc. Bản sắc dân tộc là cái cốt lõi trong cái sức mạnh tiềm tàng và bền vững chi phối tư tưởng và hành vi của dân tộc và biểu hiện ra ngoài là màu sắc hay sắc thái dân tộc, trong đó có hoạt động ngoại giao. Đảng ta chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Bản sắc ngoại giao của quốc gia là những nét đặc trưng cơ bản riêng biệt về ngoại giao nhà ngoại giao. Võ Văn Sung khái quát 5 đặc trưng trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh. 1. Là sự sáng tạo của vị lãnh tụ dân tộc Việt Nam. 2. Triết lý bốn biển đều là anh em qua hành động và lời nói. 3. Phương pháp dĩ bất biến ứng vạn biến. 4. Sức mạnh tổng hợp của ngoại giao. 5. Tác phong và đạo đức Hồ Chí Minh. Nhà ngoại giao kỳ cựu Vũ Quang trả lời phỏng vấn báo Đầu tư Chứng khoán ngày 7 tháng 7 năm 2020 về trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh thì nhận xét: đối ngoại rộng mở và kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại là tư tưởng đối ngoại lớn của Hồ Chí Minh. Sở dĩ Bác có những tư tưởng đối ngoại lớn vì ở Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ, nhà ngoại giao vừa trí tuệ, vừa bản lĩnh, vừa gần gũi, giản dị, chân tình, luôn có sức hút, sức thu phục nhân tâm. Bản sắc ngoại giao là một hệ thống mà các giá trị được hình thành và phát triển trong suốt lịch sử dân tộc và lịch sử ngoại giao, là cái cốt lõi của tính bền vững được lịch sử trưng cất và có khả năng tồn tại vượt thời gian, chi phối tư duy, tổ chức và cách ứng xử trong bang giao quốc tế của quốc gia dân tộc. Bản sắc ngoại giao phản ánh tập trung thế giới quan, nhân sinh quan và văn hóa ứng xử của dân tộc trong quan hệ quốc tế. Nó luôn được sàng lọc, năng động, tự phủ định để phát triển trong tiếp xúc, giao lưu, đấu tranh và hợp tác quốc tế. Bản sắc ngoại giao của quốc gia có thể thay đổi khi chế độ chính trị thay đổi. Dưới tác động của các yếu tố truyền thống và hiện đại, trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh đã hình thành bản sắc. Nhiều nội dung và hình thức cơ bản của bản sắc đã rõ nét. Song có những nội dung còn đang trong quá trình phát triển. Có thể nói đến những nét chính của bản sắc ngoại giao sau đây. Thứ nhất, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một trong những bản sắc của ngoại giao Hồ Chí Minh. Đó cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam phản ánh bản chất của ngoại giao Việt Nam. Tuy nhiên, trong từng hoàn cảnh cụ thể, mặt nọ hoặc mặt kia nổi trội hơn trong quá trình chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Nhất cuộc kháng chiến chống Mỹ, mặt xã hội chủ nghĩa, ý thức hệ có phần nổi trội. Trong thời kỳ chống thù trong, giặc ngoài bảo vệ giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ năm 45, năm 46 và thời kỳ đổi mới hiện nay, khía cạnh dân tộc là điểm nhấn. Cái dân tộc phải là bất biến, vĩnh cửu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ ngoại giao, muốn làm gì cũng cần vì một lợi ích dân tộc mà làm. Lợi ích dân tộc của mình là trên hết, song phải coi trọng lợi ích của các dân tộc khác, nhất là các nước láng giềng. Tư tưởng này đã được James Thorn, Bộ trưởng Ngoại giao Anh thế kỷ 19 đề cập trong khi ông viết: chúng ta không có những người bạn đồng minh vĩnh cửu mà cũng không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có quyền lợi của chúng ta là vĩnh hằng không thay đổi. Theo đuổi quyền lợi đó chính là chức trách của chúng ta. Thứ hai, tư tưởng hòa hiếu không chỉ là truyền thống của cha ông mà cũng là bản sắc của ngoại giao Hồ Chí Minh. Do vị trí địa chiến lược bên cạnh một đại cường quốc của thời đại, do bản chất của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước nóng ẩm nên đã dần hình thành phong cách ứng xử cử đạo, cử chủ đạo,
người Việt Nam là hòa bình, hữu nghị với các dân tộc khác, trước hết là các nước láng giềng khu vực. Truyền thống đó được củng cố phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã tìm mọi cơ hội ngăn chặn chiến tranh với Pháp để có được hòa bình, và người cũng sẵn sàng trải thảm đỏ nối nhịp cầu vàng cho Mỹ rút quân chấm dứt chiến tranh xâm lược. Bên cạnh nền tảng là tư tưởng hòa hiếu, chính cách đối ngoại của Hồ Chí Minh còn làm rộng mở, thêm bạn bất thù, làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai. Trong quan hệ với thế giới, người đặc biệt coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn. Thứ ba, kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền, phối hợp đánh kết hợp với đàm khi độc lập dân tộc bị vi phạm. Chúng ta thà hy sinh tất cả, quyết tâm kháng chiến đến cùng khi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược nước ta theo tinh thần không còn gì quý hơn độc lập tự do. Khi đó ngoại giao đã kết hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự để chống Pháp, chống Mỹ, đánh không gây khó khăn cho đàm, ngược lại hỗ trợ cho đàm và còn đàm không bó chân bó tay chiến trường, ngược lại tạo thuận lợi cho đánh, đề cao tính pháp lý của đánh, khuếch trương thắng lợi quân sự, góp phần thay đổi so sánh lực lượng ngày càng có lợi cho ta, tiền đề cho đại thắng mùa xuân năm 1975, đó chính là chất thép trong ngoại giao Việt Nam. Thứ tư, gắn dân tộc với quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp để có thể lấy yếu mà thắng mạnh, lấy ít mà địch nhiều, lấy nhỏ mà thắng lớn, là đặc trưng của ngoại giao Việt Nam. Việt Nam là bộ phận của thế giới là môi trường tồn tại phát triển của Việt Nam, nơi ta phải hội nhập. Chính vì vậy mà trong mọi giai đoạn phát triển của ngoại giao Việt Nam, Đảng và Bác Hồ hết sức coi trọng việc tranh thủ sự đoàn kết, hợp tác quốc tế. Thứ năm, độc lập tự chủ, tự lực tự cường đi liền với đoàn kết và hợp tác quốc tế. Hội nhập quốc tế là tư tưởng chủ đạo trong chính sách kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cái gốc, cái điểm mấu chốt về chính trị, quân sự, kinh tế, nội chính, ngoại giao của ta là tự lực cánh sinh. Độc lập tự chủ, song không đóng cửa, khép kín và tăng cường tiếp xúc, giao lưu với bên ngoài để tranh thủ ngoại lực, nội lực là quyết định song ngoại lực lại rất quan trọng. Thứ sáu, chân thành, tình nghĩa, thủy chung, giúp bạn là giúp mình, tôn trọng đạo lý trong quan hệ đối ngoại là một trong các bản sắc trường phái ngoại giao của Hồ Chí Minh. Đó chính là nhân tố tâm công trong ngoại giao Việt Nam. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi lòng tạc dạ sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Campuchia và nhân dân các nước khác đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành bảo vệ độc lập tự do và xây dựng đất nước, kể cả nhân dân Pháp và Mỹ. Việt Nam cũng là nước có ý thức trách nhiệm cao trong các cam kết quốc tế, tôn trọng đạo lý trong quan hệ quốc tế. Thứ bảy, cứng rắn về nguyên tắc, lợi ích quốc gia dân tộc, song rất linh hoạt, uyển chuyển các vấn đề sách lược là nét đặc thù của ngoại giao Hồ Chí Minh. Đó chính là phương pháp dĩ bất biến, ứng vạn biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kiên trì các vấn đề độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, song lại uyển chuyển, linh hoạt, chấp nhận nước Việt Nam, nước tự do mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký được hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 46 với Pháp, ký kết tạm ước 14 tháng 9 năm 46 sau khi đàm phán Việt Pháp đổ vỡ. Chúng ta cũng biết điểm dừng và hội nghị Geneva về Đông Dương, hội nghị Paris về Việt Nam kết thúc thắng lợi. Thứ 8, một đặc trưng nữa của trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh trong giao tiếp ngoại giao luôn có sự chân thành, tế nhị, khéo léo, linh hoạt, uyển chuyển, thuyết phục, có sức cảm hóa lớn đối với người đối thoại, dù người đó là bạn hay là thù. Một số đặc điểm tiêu cực của ngoại giao Việt Nam. Khi nói về bản sắc, người ta cũng chỉ nói về những mặt tích cực, không nêu mặt tiêu cực. Hội nghị Trung ương 5 bàn về bản sắc dân tộc Việt Nam cũng xuất phát từ phương pháp tiếp cận này. Liệu bản sắc có mặt trái không? Từ điển tiếng Việt định nghĩa bản sắc là màu sắc tính chất riêng tạo thành đặc điểm chính. Theo nhận thức này, bản sắc bao gồm cả mặt tiêu cực, một khi là tính chất riêng tạo thành đặc điểm chính. Những nhược điểm của ngoại giao Việt Nam bắt nguồn từ nhược điểm của văn hóa và con người Việt Nam. Nguyễn Văn Huyên viết, ở người Việt Nam có sự lười biếng về trí óc, chất nghệ sĩ hơn chất khoa học. Họ nhạy cảm hơn là có lý tính, yêu văn học và trang trí. Người Việt Nam hiền lành, thích yên ổn và dễ bằng. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét, người Việt Nam có tầm nhìn hạn hẹp. Học giả Đào Duy Anh, các tác giả phác thảo chân dung văn hóa Việt Nam cũng phân tích những đặc điểm tiêu cực của người Việt. Chính những cái hạn chế đó tác động đến tư duy hoạch định chính sách đối ngoại cũng như phong cách, phương pháp ngoại giao Việt Nam không chỉ trong quá khứ mà cả trong thời đại Hồ Chí Minh. Triều Mạc quá mềm yếu trong xử sự với nhà Thanh, nhà Nguyễn quá nhu nhược
đối phó với thực dân Pháp xâm lược và thời nay. Có lúc ta sợ cả anh lớn lẫn anh bé, không có tầm nhìn xa và quá đạo lý. Trên đây là bài suy nghĩ về trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh. Có 3 nhân tố để tạo nên trường phái ngoại giao là lý luận ngoại giao, thực tiễn ngoại giao được thực tiễn kiểm nghiệm và có bản sắc. Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh chính là trường phái ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Nhận thức này được hầu hết các nhà nghiên cứu quốc tế, các nhà ngoại giao Việt Nam chia sẻ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng hiện nay, tham gia vào làng ngoại giao thế giới, trường phái ngoại giao của Việt Nam phải sớm khẳng định được vị thế của mình, góp phần nâng cao vị thế đất nước. Trường phái ngoại giao Việt Nam có bề dày thực tiễn, song tầm lý luận còn hạn chế, cho nên cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận ngoại giao Việt Nam, nhất là tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Đồng thời, cần tăng cường nghiên cứu các lý thuyết, lý luận ngoại giao thế giới, mạnh dạn tiếp thu các nhân tố khoa học, hợp lý của các lý thuyết đó, góp phần làm giàu lý luận ngoại giao Việt Nam. Mặt khác, phải phân tích kỹ những hạn chế của ngoại giao Việt Nam, xuất phát từ hạn chế của văn hóa và con người Việt Nam, có biện pháp từng bước khắc phục những hạn chế đó một cách nghiêm túc. Ngoài trọng tâm là lý luận ngoại giao, song vấn đề hiện đại hóa, chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa của ngoại giao Việt Nam cũng là vấn đề cần quan tâm. Hiện đại hóa, chính quy hóa phải bao gồm cả nội dung, hình thức, phong cách và cơ sở vật chất phục vụ công tác đối ngoại. Phần 3. 70 năm ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Những thành công. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết về chặng đường lịch sử 70 năm qua của ngành ngoại giao Việt Nam. Thưa quý vị, đúng 70 năm trước, trong không khí cách mạng sục sôi của mùa thu tháng 8, sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 28 tháng 8 năm 1945 thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chính thức khai sinh ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Ngành ngoại giao vô cùng tự hào được đặt dưới sự lãnh đạo dìu dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị bộ trưởng đầu tiên của ngành. Vinh dự lớn lao này cho thấy ngay từ buổi đầu lập nước, Đảng và Bác Hồ đã hết sức coi trọng vai trò của công tác đối ngoại với tư cách là một vũ khí quan trọng để bảo vệ lợi ích dân tộc. Người từng nói dùng binh giỏi nhất là đánh bằng mưu, thứ hai là bằng ngoại giao và thứ ba là đánh bằng ngoại giao. Những năm tháng không thể nào quên. Ngay từ thuở ban đầu phải đối mặt với nhiều thủ trong giặc ngoài, bằng hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 46, ngoại giao đã góp phần quan trọng bảo vệ thành công chính quyền cách mạng non trẻ với việc thực hiện sách lược hòa bình để tiến, phân hóa kẻ thù, tranh thủ thêm thời gian củng cố lực lượng để chuẩn bị cho cuộc trường kỳ kháng chiến. Những quyết sách đối ngoại táo bạo, đúng đắn trong thời khắc vận nước ở thế ngàn cân treo sợi tóc càng làm nổi bật tầm vóc tư tưởng và thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại. Từ nguyên tắc dĩ bất biến ứng vạn biến, đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu, đến sách lược ngoại giao tâm công và phương châm thêm bạn bất thù, tất cả đã trở thành những bài kinh điển về nghệ thuật ngoại giao mang đậm phong cách của Hồ Chí Minh mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, ngoại giao Việt Nam đã thực sự trở thành một mặt trận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao đã tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Không chỉ đơn thuần phản ánh cục diện trên chiến trường, ngoại giao còn chủ động, tích cực, tập hợp lực lượng, tạo tiền đề thuận lợi cho các mặt trận quân sự và chính trị, đóng vai trò cầu nối giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, kể cả nhân dân các nước gây chiến. Ngoại giao đã tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta, phản đối cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của các thế lực thực dân và đế quốc. Như chiến thắng vang dội trên chiến trường đã lần lượt được ngoại giao cụ thể hóa trên bàn đàm phán qua những hiệp định Geneva năm 1954, hiệp định Paris năm 1973, để từ đó dân tộc ta đi tới thắng lợi mùa xuân năm 1975, đưa núi sông liền một dải, thu giang sơn về một mối. Trong những năm tháng hào hùng đó, ngoại giao đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một biểu tượng trong lòng bạn bè quốc tế về một dân tộc anh hùng, yêu chuộng hòa bình và luôn khát khao độc lập, tự do. Đây cũng là một giai đoạn chúng ta rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá về nguyên tắc độc lập, tự chủ, cách bảo vệ lợi ích của nước nhỏ tại đấu trường ngoại giao đa phương về sách lược vừa đánh vừa đàm, đặc biệt cách ứng xử khéo léo trong quan hệ với các nước lớn theo phương châm ngũ chi mang đậm triết lý phương Đông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên tầm nghệ thuật.
Thưa quý vị, trong sự nghiệp kiến thiết xây dựng đất nước, nhất là trong công cuộc đổi mới, ngoại giao đã góp phần phá bao vây, cấm vận, chủ động triển khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đúng mong ước, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ mà Bác Hồ luôn tâm niệm ngay từ những ngày đầu lập nước. Việt Nam ngày nay đã thực sự là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Từ chỗ bị bao vây về kinh tế, cô lập về chính trị và chỉ có quan hệ với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, đến nay chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 trên 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là nhiều và nhiều cơ quan quan trọng khác của Liên Hợp Quốc. Chúng ta đã đảm nhiệm tốt vai trò thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009, Chủ tịch ASEAN năm 1998 và năm 2010, tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng như Hội nghị Thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp lần thứ 7 năm 97, Hội nghị Thượng đỉnh Á Châu, Á Âu lần thứ 5 năm 2005, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2006, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, ngày 3 tháng 3 năm 2015. Và tới đây là hội nghị cấp cao APEC. Quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước ngày càng mở rộng, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội trong nước. Đến nay, Việt Nam đã thu hút được tổng cộng trên 250 tỷ đô la vốn FDI và là một trong số ít nước đang tham gia tất cả các liên kết kinh tế quan trọng của khu vực, trong đó có Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Suốt 70 năm đồng hành cùng dân tộc, ngoại giao Việt Nam đã ghi đậm dấu ấn trong những thắng lợi lịch sử của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cùng với các mặt trận khác, ngoại giao đã góp phần đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới đến vị thế đoàn hoàng của một quốc gia đóng vai trò ngày càng lớn ở khu vực, được bạn bè quốc tế đánh trọng. Ôn lại chặng đường lịch sử 70 năm qua, chúng ta càng thấm nhuần tư tưởng và tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại. Đó là kim chỉ nam cho nhận thức và hành động của các thế hệ cán bộ ngoại giao. Theo Trần Bác, lớp lớp cán bộ ngoại giao đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để định hình nên bản sắc của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, biết bao nhà ngoại giao Việt Nam đã đi thẳng từ bưng biển, chiến khu cách mạng ra bàn đàm phán quốc tế mà vẫn khiến bạn bè và đối phương phải nể phục bằng trí tuệ, tài năng và nhân cách của mình. Từ chỗ chỉ là 20 cán bộ trong những ngày đầu thành lập, ngày nay Bộ Ngoại giao đã trở thành lực lượng đối ngoại chủ lực của đất nước với 2.400 cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phục vụ đắc lực cho công tác hoạch định và triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Từ chỗ chỉ có 3 cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài những năm đầu độc lập, đến nay 98 cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài đã trở thành những cánh tay nối dài của đất nước ở khắp các châu lục trên thế giới. Ngoại giao Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện. Trong một thế giới toàn cầu hóa với sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn giữa các quốc gia, hội nhập quốc tế đã trở thành sự lựa chọn khách quan và là tất yếu. Như người Hoa Tiêu góp phần đưa con tàu Việt Nam tiến ra biển lớn, ngoại giao Việt Nam đã xác định đúng, bám sát dòng chảy của thời đại, luôn nỗ lực hết sức mình để định vị đất nước một cách có lợi nhất trong cục diện khu vực và thế giới. Trước hết, chúng ta đã đẩy mạnh việc đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu thực chất, cơ bản hoàn tất việc thể chế hóa khuôn khổ quan hệ với các đối tác ưu tiên quan trọng. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử đối ngoại 70 năm qua, chúng ta đã xây dựng được khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn, trong đó có 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thứ hai, ngoại giao luôn đi đầu trong việc triển khai chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện mà Đại hội Đảng lần thứ 11 đã đề ra. Ngoại giao đã tích cực đóng góp vào việc tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại. Lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, Việt Nam liên tục xuất siêu từ năm 2012 đến năm 2014 và tiếp tục là điểm sáng của Đông Nam Á trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và có mặt của trên 100 tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới, trong đó nhiều tập đoàn đã và sẽ đặt đại bản doanh tại Việt Nam. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế, công tác đối ngoại đã chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ. Lần đầu tiên Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, tiến hành đàm phán đồng thời nhiều hiệp định thương mại tự do lớn, được bạn bè quốc tế tín nhiệm bầu với số phiếu rất cao vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc
như Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2013-2017, đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nhiệm kỳ 2013-2015. Trong giai đoạn này, ngoại giao đa phương cũng được nâng tầm, chuyển từ phương châm tham gia tích cực sang chủ động đóng góp xây dựng luật chơi chung, với việc Việt Nam đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất hợp tác được các nước bạn bè đối tác ủng hộ, đánh giá cao tại các diễn đàn từ ASEAN đến ASEAN, APEC và Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định sau 2 năm triển khai nghị quyết 22 của Đảng Bộ Chính trị, công tác hội nhập quốc tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Thứ ba, ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh trong việc bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chúng ta đã hoàn thành phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới trên bộ với Trung Quốc và Lào, đang triển khai phân định biên giới với Campuchia, góp phần đưa đường biên giới trên bộ giữa Việt Nam và các nước láng giềng trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Ngoại giao cũng giành được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với lập trường chính nghĩa và các lợi ích chính đáng của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Chủ tịch nước đã khẳng định ngoại giao đã có những đóng góp xứng đáng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thứ tư, công tác ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chúng ta đã vận động thành công để UNESCO công nhận thành nhà Hồ, quần thể danh thắng Tràng An, châu bản Triều Nguyễn, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát xoan Phú Thọ là di sản văn hóa thế giới. Trên mặt trận thông tin tuyên truyền, ngoại giao đã góp phần xây dựng đồng thuận và huy động sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân đối với các đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, quảng bá và nâng cao hình ảnh uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoại giao cũng luôn có mặt trên tuyến đầu trong hợp tác, đấu tranh nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng kiều bào ta ở nước ngoài, vận động kiều bào ngày càng hướng về quê hương đất nước, đóng góp thiết thực và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng các nguồn lực, tinh thần và vật chất. Toàn ngành ngoại giao luôn nhận thức rõ những thành tựu đối ngoại quan trọng suốt 70 năm qua là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nỗ lực vượt bậc của tất cả các lực lượng làm công tác đối ngoại cũng như sự phối hợp hiệu quả, hỗ trợ tích cực của các bộ, ban ngành và địa phương cả nước. Với phương châm đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, ngành ngoại giao luôn sát cánh cùng các lực lượng đối ngoại khác, hình thành nên thế chân kiềm vững chắc gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung là phục vụ tốt nhất các lợi ích an ninh, quốc phát triển của đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế, nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức, vững bước hướng tới tương lai. Ngày nay, cục diện thế giới và khu vực đang không ngừng biến động. Chúng ta đang sống trong một thế giới có hòa bình nhưng không hề yên bình. Châu Á Thái Bình Dương vẫn là một khu vực phát triển năng động nhất và có triển vọng trở thành trung tâm quyền lực mới của thế giới trong thế kỷ 21, song cũng đã trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Hòa bình và hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng các nhân tố bất ổn, thậm chí nguy cơ xung đột cục bộ ngày càng nhiều. Đặc biệt, tình hình Biển Đông diễn biến rất phức tạp, các nguy cơ đe dọa an ninh, chủ quyền biển đảo của đất nước nổi lên như ngày càng gay gắt. Thách thức và cơ hội luôn đan xen và có tính chuyển hóa lẫn nhau. Làm sao biến nguy thành an, định vị đất nước như thế nào sao cho có lợi nhất trong bàn cờ chiến lược ở khu vực và trên thế giới là trăn trở đêm ngày của những người làm công tác đối ngoại. Trước đây, Bác Hồ đã từng nói, lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Nhiệm vụ của ngoại giao ngày nay là phải lấy tư duy trong nguy có cơ để tìm ra thời cơ vận hội của đất nước. Trong thế giới ngày nay, một quốc gia dẫu kinh tế không mạnh, dân không đông, song nếu có chính sách đối ngoại đúng đắn vẫn có thể bảo vệ các lợi ích chính đáng, nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Là một quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng khu vực châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới, tranh thủ các điều kiện thuận lợi nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước vượt qua nguy cơ bẫy thu nhập trung bình. Để làm được điều đó, đã đến lúc ngoại giao Việt Nam cần dấn thân hơn nữa. Tại hội nghị ngoại giao lần thứ 28, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định ba nhiệm vụ đối ngoại quan trọng nhất trong thời gian tới là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Ba nhiệm vụ này mang tính biện chứng, tác động qua lại và liên quan mật thiết đến nhau. Tổng Bí thư nhấn mạnh trong thời bình, ngoại giao là lực lượng đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc,
và thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước. Để thực hiện trọng trách lớn lao đó, toàn ngành ngoại giao đang nỗ lực đổi tư duy mới, tìm tòi sáng tạo hơn nữa từ lối tư duy đến cách làm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đối ngoại. Bám sát cái bất biến là lợi ích quốc gia, dân tộc để ứng xử vạn biến linh hoạt, thích ứng với một thế giới đang không ngừng thay đổi là yêu cầu bắt buộc với ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhưng một chiếc anten của đất nước, ngoại giao nhất thiết phải làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược để phát hiện ra các xu thế mới, đặt Việt Nam vào đúng dòng chảy của thời đại, đồng thời không để đất nước bị bất ngờ trước bất kỳ tình huống nào. Nhưng trên hết, đúng như bác Hồ đã nói, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Nhận thức rõ điều đó, toàn ngành luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ ngang tầm khu vực và dần tiệm cận trình độ quốc tế, không chỉ là điều kiện tiên quyết để triển khai thắng lợi mọi nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người làm công tác đối ngoại. 70 năm trước, giữa muôn trùng gian khó, vận nước ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng dưới tay chèo lái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền ngoại giao non trẻ của Việt Nam vẫn lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng danh non sông đất nước. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay quyết tâm làm hết sức mình vượt qua mọi khó khăn, tận dụng mọi thời cơ để viết tiếp trang sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, hòa bình và phát triển. Vâng, thưa quý vị, qua video quý vị đã hiểu được 3 vấn đề quan trọng trong bài, đó là lịch sử ngoại giao của Việt Nam, ngoại giao Việt Nam Hồ Chí Minh là trọng tâm, và sự thành công của ngoại giao Việt Nam trong 70 năm qua. Dường như ngoại giao Việt Nam đang đi đúng hướng theo tiến trình phát triển của đất nước. Với những thành công đã đạt được, chúc cho nền ngoại giao Việt Nam ngày càng phát triển để đưa đất nước lên một vị thế mới ngang tầm với các cường quốc năm châu. Video đến đây là hết, xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để mọi người cũng có thêm kiến thức mới. Xin hãy góp ý dưới phần bình luận để kênh là của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.